Xin chào tất cả các bạn, mình là Dale đây. Kamen Rider SC đã đi qua chương 1 là lia tất cả 10 game. Thì hôm nay mình sẽ điểm lại thiết kế cũng như là âm thanh trong tất cả 10 Rider Gassac đó. Và đây là 10 Rider Gassac của chúng ta và được chia thành 3 loại. 4 Rider Gassac này của level 1, 2. 5 Rider Gassac của level 3, 1 Gassac của level 5. Đây là Mighty Action X Gassac của Kamen Rider SC. Thì màu đặc trưng là màu hồng và đây là phần âm thanh của nó. Âm thanh khá là vui nhộn. Đề tài của game Mighty Action X đó là game hành động màn hình ngang giống như là game Sonic nè, Mario hoặc là Rockman. Và đây là Gassac xanh dương của Kamen Rider Brave, tựa game là Tuxedo West. Thì nhân vật ở trong game này là một hiệp sĩ cầm kiếm, cây kiếm băng hỏa giống y hệt cây kiếm mà Kamen Rider Brave sử dụng. Mà đây là âm thanh của nó. Tiếng âm nhạc này tiết tấu giống như là nhạc cung đình mà khi mà lính chào á, họ cầm kèn họ thổi á. Gassac màu xanh đậm này là của Kamen Rider Snipe. Thì nhân vật ở trên cover này là một tay bắn súng có mái tóc dài giống y hệt tạo hình của Kamen Rider Snipe. Batman Shooting là đại diện cho dòng game bắn súng hồng tâm hoặc là game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Chúng ta thường thấy như là Half-Life hoặc là game nổi tiếng một thời đó là Volto-Cop. Và đây là âm thanh của nó. Âm thanh của cái Gassac này giống như là âm thanh chúng ta chiến thắng một cái màn đấu súng vậy, tựa tựa như vậy. Gassac màu vàng này là của một anh Kamen Rider được nhiều người yêu mến, đó là Kamen Rider Laser. Nhân vật trong cái cover này là một tay đua xe máy đồ đinh. Cái Gassac này đại diện cho hay là game đó là game đua xe máy. Mà âm thanh của cái Bakuso Bike này, cái tiếng nhạc rock ha, nhạc rock hay đặc trưng cho cái thể loại mà đua mà mạo hiểm. Nếu lúc nãy chúng ta có 4 Gassac để Henshin thành level 1-2 thì ở đây chúng ta dư ra một cái Gassac level 3 là Sakeriki Sports. Gassac màu đỏ này là của game Geeky Toss Robots, thể loại game song đấu robot ha, có thể đơn cử là game Real Steel. Và đây là âm thanh của Gassac lên level 3 cho EC. Âm thanh này là âm thanh của một cái gì đó nó cơ khí máy móc và mang âm hưởng chiến thắng. Và đây là Doremi Fabit Gassac, một Gassac có một màu vàng chanh neon rất là bắt mắt. Nhân vật trong cover này là một tay DJ. Thế là game mà Doremi Fabit đại diện cho đó là game Dancing Game, chúng ta hay thấy trong các trung tâm thương mại. Điển hình là game Dance Dance Revolution, các bạn hay gọi nó là Bomb It Up ấy. Và nghe thử âm thanh của nó nha. Cái âm thanh này rất là vui vẻ, có thể loại nhảy nhót. Cuối cái nhạc này chúng ta có thể nghe được cái tiếng chà đĩa. Đây là Z Combat Gassac. Cái khác biệt so với những Gassac trước thì cái nhân vật trong cái cover này là một chiếc máy bay được trang điểm hình con cá mập. Thể loại game mà Z Combat đại diện đó là game bắn máy bay mà chúng ta hay thấy ngày xưa, đó là game 1945 hoặc là 1942. Chúng ta cùng nghe âm thanh của Gassac này nhé. Màu âm thanh cũng kiểu như là âm thanh chiến thắng. Gassac thứ 8 có màu đen rất là tối tăm. Girigiri Chambara cho ra level 3 của Kamen Rider Laser. Thì nhân vật trong cover này đó là một tay tướng samurai, một tay cầm cung có cái lưỡi hái để trên lưng với lưỡi hái để dưới chân. Thế loại game mà Girigiri Chambara Gassac đại diện đó là game chặt chém. Mà điển hình của dòng game đó là Dynasty Warrior. Chúng ta cùng nghe âm thanh của cái Gassac này. Một âm thanh đặc trưng cho Nhật Bản ha, tiếng Semisen. Gassac thứ 9 trong 10 game Sakeriki Sports Gassac. Điểm đặc biệt, cái này tuy là Gassac thứ 9 nhưng lại xuất hiện trước tiên trong phim Kamen Rider Ghost. Một cái Gassac không phải của Kamen Rider chính. Sakeriki Sports Gassac là Gassac level 3 hỗ trợ cho cái Gassac này đây, Roto Mighty Action X của Kamen Rider Gamer. Cái Roto Mighty Action X Gassac này được không tính trong 10 game bởi vì nó giống như là bản beta thử nghiệm mà thôi. Cover của cái game này là một tay đua xe đạp làm một động tác rất là hip hop ha. Âm thanh của Gassac này. Một âm thanh rất là náo động cùng nhiệt. Cuối cùng là cái Gassac thứ 10, Dragonite Hunter Z. Về ngoại hình thì cái Gassac này có điểm đặc biệt là có một cái đầu rồng ở đây. Nhìn thì ngược ngạo ấy,
Nhưng mà quay lại cho các bạn xem cho rõ. Đây, một cái đầu rồng với con mắt đỏ đặc trưng. Cover của cái gà sắt Dragonite Hunter Jack này là hình một con rồng. Và tổ đội nhiều nhân vật ở dưới đây cùng đi săn con rồng này. Gà sắt này đại diện cho dòng game đó là dòng game hành động săn quái vật, mà điển hình là game Monster Hunter. Tổ hợp âm thanh của gà sắt này rất là nhiều, các bạn cùng nghe. Cũng là tiếng nhạc rock thể hiện cho một sự náo nhiệt và cuốn hút hành động. Điểm đặc biệt của cái gà sắt này là nó sẽ nhớ được cái form nào dành cho nhân vật nào khi chúng ta nhấn cái âm vũ khí. Nếu chúng ta nhấn fan thì nó sẽ nhớ được âm thanh của cái form level 5 của EC. Led là form level 5 của Brave. Gun là của Knife. Và Claw của Laser. Xét về quan điểm sưu tầm thì gà sắt đó có giá trị sưu tầm. Bởi vì sao? Gà sắt nó vừa chứa âm thanh lẫn đèn trong đó, giống như là lốc xít vậy. So với Ghost Icon của năm rồi thì Rider Gà sắt năm nay đáng giá hơn rất là nhiều. Trước khi kết thúc clip này, mình lưu ý với các bạn một điểm, đó là khi các bạn chơi gà sắt á thì các bạn không nên cắm và giữ trong cái driver này lâu, bởi vì nó sẽ xả hết pin của các bạn. Và hẹn các bạn trong clip giới thiệu tiếp theo về dòng đồ chơi Kamen Rider XC. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.